Đây là một cái dạng tâm lý mà khiến bạn sẽ không thể nào giảm được cân, thậm chí là tăng cân khủng khiếp dù có cố gắng bước nào đi chăng nữa. Đôi khi bạn còn không nhận ra là mình đang gặp vấn đề đó cơ, đặc biệt là các bạn mà đang áp dụng những cái chế độ ăn kiêng khắc nghiệt hay là nhịn ăn bỏ bữa thì rất hay gặp phải. Đó là rối loạn nhận thức ăn uống. Biểu hiện thường là cái tự ép buộc mình phải ăn hoặc là từ chối ăn mà không căn cứ theo nhu cầu tự nhiên của cơ thể, dẫn đến những cái tác hại tới sức khỏe thể chất và sức khỏe về tinh thần. Ví dụ nhá, bạn thèm ăn bim bim nhưng mà bạn biết là nó không tốt, bạn bảo là sẽ chỉ ăn một miếng thôi và kết quả là bạn ăn hết cả gói. Hoặc khi bạn đã no nhưng mà bạn không thể nào dừng cái việc mà bạn ăn tiếp, và sau khi mà ăn xong ấy thì bạn cảm thấy hối hận, dằn vặt bản thân, lần sau không vậy nữa, nhưng nó sẽ là một cái vòng lặp. Nó làm ảnh hưởng đến cân nặng, sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần của bạn. Và cách để vượt qua cái tình trạng này nó cũng đơn giản thôi, vì mình đã là cái người mà cũng từng gặp cái vấn đề này. Cho đến khi mà mình biết đến những cái điều mà mình sắp chia sẻ sau đây, mình đã giảm được 10 cân và duy trì bền vững cái kết quả này trong 3 năm qua. Số 1, không bao giờ được nhịn ăn, cắt giảm calo sâu, đột ngột, cắt giảm nhóm chất, ăn đúng, ăn đủ, ăn đều, cân bằng dinh dưỡng, đặc biệt là nếu như bạn đang áp dụng nhịn ăn gián đoạn giống như mình. Số 2, uống đủ nước, hãy uống nước trước khi mà bạn cảm thấy khát. Điều này rất là quan trọng, trong bất kỳ một cái chế độ nào, nó thúc đẩy cái quá trình trao đổi chất và bạn sẽ giúp bạn giảm cân giảm mỡ, chắc chắn là tốt hơn. Số 3, đừng cắt bỏ hoàn toàn bất cứ thứ gì. Mỗi tuần hãy có cho mình một bữa xả, tự thưởng cho bản thân, ăn tất cả những cái thứ mà mình thích để không rơi vào cái cảm giác là bị thèm, dẫn đến cái việc là chúng ta không kiểm soát được vấn đề ăn uống của mình. Nếu như ai đang gặp vấn đề này thì nhớ áp dụng ngay những điều mình vừa chia sẻ sau đây hoặc tham gia thử thách nhịn ăn gián đoạn cùng mình để giảm cân khoa học và lành mạnh nhé.